Ông bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, ngồi mà coi con cọp già cọp lan nó chồm lên ra sao. Cậu muốn ám chỉ cái gì vậy? Rocker, kẹo thông lao. Chỉ một cái giá duy nhất. 50. 50. Cậu bán con cọp liên giá bao nhiêu vậy? Theo ông, bao nhiêu thì được? Không ai đánh giá đúng về cậu bằng tôi đâu. Ông tính mua cả tôi? Cậu này, ý tôi muốn nói là ông tính mời tôi về cộng tác như trước khi ông chỉ thị cho 7 phút xử tôi à? Ông thừa biết cọp linh quan trọng với tôi như thế nào. Ông bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, ngồi mà coi con cọp già cọp lan nó chồm lên ra sao. Cho nên tôi muốn thương thuyết với cậu. Ok, tôi sẽ cho không ông con nhỏ đó nếu ông chứng tỏ cho tôi thấy ông là người có đầu óc. Được thôi, nhưng mà cái lớn ở tận bên kia biên giới sao ông không tìm đến? Mấy ông định chứng thực là mình chỉ thuộc loại buôn bán nhỏ thôi sao? Cậu muốn ám chỉ cái gì vậy? Rocker, kẹo thông lao. Cậu biết hết rồi hả? Biết. Tôi biết còn nhiều hơn chỗ đó. Ông định dùng con cọp con để nhử con cọp già bằng cái ơn cứu mạng. Để mà... Thôi được rồi. Chỉ một cái giá duy nhất. 50. 50.